Rồi, xin chào các bạn. Đây là cái máy sụp lũi 2HB của công ty cơ điện Thịnh Phát kết hợp với công ty Đài Loan sản xuất, công suất 2HB. Quý vị xem này, đó, thương hiệu của chúng tôi. Đây. Tất cả đều là inox 7/4. Cánh quạt nhựa BA. Đó, 2HB 1,5 kW. Đây là cái lồng bảo vệ này. Đó, đây là cái lồng bảo vệ. Còn đây á là cái ống lấy khí. Đây là cái dây điện của nó, là dây điện của nó là 15 mét, quý vị, 15 mét, dây điện 15 mét này, cũng đây tôi đang cầm tay là 15 mét. Đó. Đó, đây là hai cái bát hai bên để lắp vô cái phao hoặc là những cái trụ để vững, để làm tâm điểm cái máy cho nó vững, có thể tăng giảm từ góc độ 45 độ, 45 độ. Đó, quý vị thấy không? Đây là inox 7/4. Tại sao quý vị thấy tôi là cái bầu hút đây. Đây là cái bầu hút của nó nè, bầu hút nè, đó, thấy không? Cái bầu hút của cái quạt nè. Còn cánh quạt đó, là cánh quạt, quý vị thấy không? Cánh quạt. Đó, tại sao tôi có những cái lỗ trong này? Đó. Đó, có những cái lỗ này. Ba cái cạnh lỗ này là gì? Là để nó hút oxy nó vô đây. Đó, thì nó hút oxy vô cái này nè. Đó, từ cánh quạt đây khi mà chạy đi nó hút oxy, nó lấy oxy từ trên này xuống, nó kéo ra, nó tỏ ra oxy ở phía này, hiểu không? Quý vị ví dụ như bây giờ nếu mà chạy khi máy thì lên thì quý vị có thể lấy tay nên lấy ống lấy khí nó hút vào, hút chặt cái tay vào là cái đó là oxy có. Còn mà nếu mà nó hút không hút á, thì nó sẽ không có. Nhiệm vụ của ba cái lá này nè, đó, nhiệm vụ của ba cái lá này đó là cái đây là để là nó tác dụng để hút oxy vào. Có nhiều cái máy của Trung Quốc tại sao người ta không làm cái này, nó chỉ là thổi được cái bọt khí đó, thổi cái bọt lên thôi, chứ còn thật sự mà nói về oxy thì chắc chắn là nó sẽ không có, tại vì đâu có cái gì để hút vô trong cái bầu khí này đâu. Đó, cái bầu khí này ha. Để xem, đây là cái bầu khí của tôi này. Tất cả đều là inox 7/4 thiết kế. Đây là cái ống hút khí 21. Đây là thương hiệu của công ty chúng tôi kết hợp với công ty Đài Loan sản xuất, thương mại phân phối tại Việt Nam. Sản phẩm bảo hành 12 tháng. Quý vị có thể xem trên trang web của chúng tôi, sụp khí Venturi Thịnh Phát .vn, có thể liên hệ số 0909084886 để tư vấn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video này. Nhấn nút share và subscribe cho chúng tôi. Cảm ơn quý vị.